Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiến đấu cơ Ukraine không kích kết, Nga lộ 3 điểm yếu phòng không chí tử. Cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine vào tỉnh Kerch đã không chỉ tạo ra cú sốc lớn mà còn làm lộ ra 3 điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống phòng không của Nga. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine được hỗ trợ bởi xe tăng, xe bọc thép và pháo binh đã vượt qua biên giới từ Ukraine, nhanh chóng mở rộng cuộc tấn công ra nhiều hướng khác nhau. Chỉ trong vài ngày, lực lượng này đã chiếm được 93 khu định cư với tổng diện tích lên đến 1.263 km2, phá hủy 3 cái cầu quan trọng bắc qua sông Sem và bắt giữ nhiều tù binh tại Kerch, qua đó gia tăng áp lực đối với lực lượng phòng thủ Nga. Trước tình hình khẩn cấp, Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại hai tỉnh biên giới Kerch và Belgorod vào ngày 9 tháng 8 và 15 tháng 8. Để ứng phó với mối đe dọa gia tăng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thành lập Hội đồng Điều phối An ninh Quân sự, quy tụ các quan chức từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các thống đốc của ba tỉnh biên giới là Belgorod, Ryan và Kerch. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Andrei Belousov, công bố việc thành lập 3 đơn vị quân sự mới tại các tỉnh này nhằm bảo vệ cư dân địa phương và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cũng như các phương tiện tấn công khác. Tuy nhiên, sự tham gia của không quân Ukraine UAF đã làm tình hình thêm căng thẳng. Ngày 16 tháng 8, Trung tướng Mykola Olechuk, tư lệnh UAF cho biết lực lượng không quân Ukraine đã tích cực tham gia vào các hoạt động tấn công trên mặt trận Kerch. Các phi công Ukraine đã thực hiện những cuộc không kích chính xác cao nhắm vào các căn cứ quân sự, cụm thiết bị, trung tâm hậu cần và các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Vào ngày 13 tháng 8, một video được đăng tải cho thấy một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine đã phóng quả bom lượng Chedam sản xuất bởi Mỹ và một sở chỉ huy và nhà chứa máy bay của Nga ở Tekhino cách tiền tuyến Kerch vài km về phía bắc. Không quân Ukraine cũng đã tham gia phá hủy ít nhất một trong ba cái cầu bắc qua sông Sem, khiến khoảng 700 đến 800 lính dù Nga bị mắc kẹt. Ngày 20 tháng 8, một video khác được công bố ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu Ukraine tấn công một sở chỉ huy ngầm của Nga trên hướng Kerch bằng quả bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất. Theo nhà phân tích quân sự Hans-Peter Metten, bom AASM Hammer có tầm bắn tối đa khoảng 50 km khi được phóng từ độ cao lớn và khoảng 15 km từ độ cao thấp. Các bom Chedam ER có tầm bắn khoảng 72 km cũng cho thấy rằng cả Chedam và AASM đều phải được triển khai trong phạm vi của các hệ thống phòng không trên bộ và trên không của Nga. Điều này cho thấy các hệ thống phòng không của Nga không đủ khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ khoảng cách này. Tạp chí Forbes dần đánh giá tình hình rằng nguy cơ đối với các máy bay chiến đấu ở khu vực Kerch là rất lớn. Quân đội Ukraine đã triển khai một số lượng đáng kể các khẩu đội phòng không cùng với thiết bị gây nhiễu điện tử có khả năng chặn tín hiệu vô tuyến và trong một số trường hợp thậm chí ném bom dẫn đường bằng vệ tinh. Tuy nhiên, các cuộc không kích cho thấy máy bay chiến đấu của Ukraine có thể hoạt động tự do hơn dự kiến. Việc các máy bay chiến đấu Ukraine có thể phóng bom thông minh vào các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga đã chỉ ra 3 điểm yếu lớn trong phòng không của Moscow. Thứ nhất, hệ thống phòng không Nga thiếu các phương tiện giám sát trên không và cảnh báo sớm hiệu quả để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine. Thứ hai, Nga thiếu khả năng triển khai các đội tuần tra chiến đấu trên không CIP thường trực để kịp thời đánh chặn các máy bay chiến đấu của Ukraine trước khi chúng có thể ném bom vào các mục tiêu quan trọng ngoài tiền tuyến. Thứ ba, mạng lưới phòng không của Nga không đủ khả năng bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước các cuộc không kích từ máy bay chiến đấu, tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine. Nhà phân tích quân sự độc lập Hans-Peter Metten cho rằng các điểm yếu này của Nga đã được bộc lộ rõ ràng sau khi Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các radar, căn cứ không quân, đơn vị phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Nga, cũng như các kho nhiên liệu và đạn dược. Điều này không chỉ tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong chiến trường mà còn giúp Ukraine định hình cục diện chiến sự theo hướng có lợi cho mình. Trong khi Nga phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ và ứng phó với tình hình căng thẳng hiện tại. Lý do drone Ukraine có thể xuyên thủng Moscow, thủ đô khó tiếp cận nhất thế giới. Thủ đô Moscow,
được mệnh danh là một trong những thành phố phòng thủ kiên cố nhất thế giới, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi bị tấn công bằng drone từ Ukraine. Vào sáng sớm ngày 21 tháng 8, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo về đợt không kích bằng máy bay không người lái drone lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến công chúng và giới phân tích quân sự bàng hoàng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 20 rạng sáng 21 tháng 8, quân đội đã bắn hạ tổng cộng 45 drone, trong đó 11 chiếc ở Moscow, 23 chiếc ở Bryansk, 6 chiếc ở Belgorod, 3 chiếc ở Kaluga và 2 chiếc ở Kursk. Đáng chú ý, vụ tấn công gần đây đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phòng thủ của thủ đô Nga. Moscow với danh hiệu là thủ đô khó tiếp cận nhất thế giới, được trang bị một hệ thống phòng không tinh vi nhưng vẫn không thể ngăn chặn được cuộc tấn công này. Vào thời điểm đầu của cuộc chiến tranh thế giới 2, lực lượng phòng không của Moscow bao gồm 28 máy bay chiến đấu và một khẩu đội phòng không. Ngày nay, thành phố được bảo vệ bởi lực lượng hàng không vũ trụ Nga với những hệ thống phòng không hiện đại như A-135, S-400 Triumph, S-300 Favorit và Panzer S-1. Hệ thống radar tiên tiến như 55ZH-6M Nebo-M và 39N6 Kasta-2E-2 cũng được triển khai để phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa từ xa. Tuy nhiên, dù hệ thống phòng không của Moscow được trang bị công nghệ hiện đại và lực lượng quân đội hùng hậu, nhiệm vụ chính của họ không chỉ là bắn hạ kẻ thù mà còn là điều hướng chúng ra khỏi thành phố. Các trạm quan sát được đặt trên các tòa nhà cao tầng và các phi đội chiến đấu gần thành phố thường chỉ đóng vai trò cảnh báo chứ không thể tiêu diệt máy bay đối phương ngay lập tức. Dù hệ thống phòng không của Moscow đã chứng tỏ sức mạnh trong nhiều tình huống, cuộc tấn công bằng drone từ Ukraine đã phơi bày điểm yếu trong sự bảo vệ của thành phố, đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tính hiệu quả của những phòng thủ tân tiến này. Sự thất thủ của hệ thống phòng không trước mối đe dọa từ những thiết bị không người lái đơn giản đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng của Nga trong việc bảo vệ các khu vực chiến lược của mình trong thời kỳ xung đột. Moscow vẫn thiếu hệ thống phòng không. Dưới sự tấn công ngày càng gia tăng từ các máy bay không người lái, drone, thủ đô Moscow của Nga đang phải đối mặt với một tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng về phòng thủ. Theo các chuyên gia quân sự trao đổi với đài RBC, Nga, để có thể bảo vệ thủ đô khỏi các cuộc tấn công bằng drone hiệu quả, Moscow cần tăng cường quân lực phòng không gấp 4 lần so với hiện tại. Đại tá Sergei Khatilev, cựu chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt 2007-2009, chỉ ra rằng hệ thống phòng không của Moscow hiện nay yếu kém hơn từ 3-4 lần so với hệ thống phòng không của Nga vào những năm 1990. Điều này cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng trong khả năng phòng thủ của thành phố khi mà những mối đe dọa mới ngày càng phức tạp. Ông Eduard Badasarian, giám đốc công ty Aerocom chuyên phát triển hệ thống không người lái, cảnh báo rằng mặc dù quân đội Nga có khả năng bắn hạ drone, các hệ thống phòng không hiện tại ở Moscow gặp khó khăn lớn trong việc phát hiện các máy bay không người lái do chúng bay ở độ cao rất thấp. Các drone đột ngột xuất hiện với số lượng lớn và nhanh chóng trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất. Tuy nhiên, việc trang bị hệ thống phòng không để đối phó với chúng không thể được thực hiện ngay lập tức, ông Badasarian cho biết. Sự thiếu hụt nghiêm trọng này đang đặt Moscow vào tình thế nguy hiểm khi các cuộc tấn công bằng drone ngày càng tinh vi và khó đoán. Việc khắc phục những điểm yếu trong hệ thống phòng không trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi thủ đô của Nga phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong việc bảo vệ không gian sống của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!